chào mừng tất cả các bạn đến với Học viện Làm Đẹp, chuyên đề chăm sóc da. Đến với buổi học ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn nâng cao kiến thức về làn da, hiểu rõ hơn về cách chăm sóc da, cũng như tất cả những dòng sản phẩm dưỡng da của Oriflame. Nhờ vào đó các bạn có thể chăm sóc tốt hơn cho cá nhân mình hoặc là tư vấn tốt hơn cho khách hàng của các bạn. Vậy chúng ta hãy cùng bắt đầu buổi học chăm sóc da 1 ngày hôm nay nhé. Trước khi đi vào phần học chính ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu đến các bạn mô hình của Học viện Làm Đẹp. Đến với Oriflame, bạn sẽ được huấn luyện với các khóa huấn luyện như huấn luyện làm đẹp và huấn luyện kinh doanh. Các bạn hãy tham gia lớp huấn luyện làm đẹp, và mô hình của Học viện Làm Đẹp được chia làm hai phần. Phần thứ nhất sẽ dành cho chuyên viên tư vấn làm đẹp, phần thứ hai sẽ dành cho chuyên viên huấn luyện làm đẹp. Và khi các bạn mới gia nhập Oriflame, các bạn chưa nắm vững kiến thức về làm đẹp cũng như các sản phẩm làm đẹp của Oriflame, các bạn hãy tham gia 6 lớp căn bản đầu tiên gồm chăm sóc da 1, chăm sóc da 2, trang điểm 1, trang điểm 2, chăm sóc tóc và lớp cuối cùng đó là chăm sóc cá nhân và nước hoa. Và khi đạt 6% thì các bạn sẽ nhận được chứng chỉ gọi là Oriflame Beauty Advisor, còn gọi chuyên viên tư vấn làm đẹp. Và không chỉ dừng lại ở đây, các bạn chỉ nghe Ngân nói về lý thuyết làm đẹp, về các sản phẩm làm đẹp, các bạn hãy học lớp nâng cao để được thực hành nhiều hơn, để nâng cao kỹ năng tay nghề làm đẹp của mình bằng cách là tham gia hai lớp, đó là trang điểm và chăm sóc da. Và khi đạt 12% thì các bạn sẽ nhận được chứng chỉ gọi là Oriflame Senior Beauty Advisor, còn gọi là chuyên viên tư vấn làm đẹp cấp cao, và kèm theo đó là pin mạ bạc cùng với khăn choàng hồng với bạn nữ, cà vạt hồng với bạn nam. Và để có được nguồn thu nhập ổn định cũng như chức danh ngày càng cao hơn ở tại Oriflame, các bạn không chỉ là một chuyên viên tư vấn làm đẹp mà chúng ta hãy bắt đầu xây dựng đội nhóm tuyển dụng và hãy tham gia lớp dành cho người huấn luyện. Lúc này các bạn có thể dễ dàng huấn luyện đào tạo lại cho tuyến dưới của mình để trở thành một chuyên viên tư vấn làm đẹp. Vậy các bạn hãy tham gia 6 lớp căn bản đầu tiên trong cái học phần dành cho người huấn luyện. Vậy thì 6 lớp căn bản ở đây cũng như Ngân vừa nêu, đó là chăm sóc da 1, chăm sóc da 2, trang điểm 1, trang điểm 2, chăm sóc tóc và cuối cùng đó là chăm sóc cá nhân và nước hoa. Các bạn ở lớp này các bạn không học về sản phẩm, không học về những cái cách làm đẹp như cái học phần dành cho chuyên viên tư vấn nữa, mà ở cái học phần này các bạn sẽ học về cái cách truyền đạt, làm thế nào để truyền đạt và huấn luyện cho tuyến dưới của mình trở thành một chuyên viên tư vấn làm đẹp để họ có thể đi tư vấn và bán hàng. Và khi đạt 15%, các bạn sẽ nhận được chứng chỉ gọi là Oriflame Beauty Trainer, còn gọi là chuyên viên huấn luyện làm đẹp. Và các bạn hãy tham gia hai lớp nâng cao để nâng cao kỹ năng tay nghề làm đẹp của mình, đó là trang điểm và chăm sóc da. Cũng như khi đạt 21% thì các bạn sẽ nhận được chứng chỉ Oriflame Master Beauty Trainer, còn gọi là chuyên viên huấn luyện làm đẹp cấp cao, kèm theo đó là khăn choàng xanh với bạn nữ, cà vạt xanh với bạn nam, cùng với pin mạ vàng. Và hy vọng là các bạn hãy tham gia hết tất cả những học phần ở trong mô hình của Học viện Làm Đẹp để chúng ta có thể trở thành một chuyên viên huấn luyện, cũng như là am hiểu về tất cả những cái cách chăm sóc, những cái cách làm đẹp và tất cả những dòng sản phẩm làm đẹp của Oriflame. Và chúng ta sẽ bắt đầu phần học chính ngày hôm nay. Với bài học ngày hôm nay sẽ bao gồm tất cả 4 phần. Phần thứ nhất đó là Ngân sẽ giới thiệu về lĩnh vực chăm sóc da của Oriflame. Phần thứ hai giới thiệu chung kiến thức chăm sóc da. Phần thứ ba đó là hướng dẫn cho các bạn cái cách chăm sóc da để giúp duy trì cái làn da tươi trẻ. Và phần thứ tư đó là chúng ta sẽ nói đến danh mục sản phẩm chăm sóc da căn bản và chăm sóc da hiệu quả của Oriflame. Và Ngân sẽ chia sẻ với các bạn phần thứ nhất đó là giới thiệu về lĩnh vực nghiên cứu dòng sản phẩm chăm sóc da của Oriflame. Khi nói đến dòng sản phẩm dưỡng da của Oriflame, chúng ta không thể bỏ qua lịch sử phát triển sản phẩm dưỡng da của Oriflame ra đời từ năm 1967 và được sáng lập bởi ước mơ của hai anh em nhà Jonas và Robert Achocnik. Ước mơ mang đến cho tất cả mọi người những sản phẩm làm đẹp đến từ thiên nhiên, an toàn, chất lượng và hiệu quả cao. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu những dòng sản phẩm này đã có một cái quy trình và ra đời như thế nào nhé. Nói về kinh nghiệm thì chúng tôi Oriflame có bề dày kinh nghiệm là khoảng 50 năm trong lĩnh vực nghiên cứu về chăm sóc da, và hiện tại có khoảng 160 nhà khoa học họ đã và đang làm việc ở tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Toàn cầu ở tại Thụy Điển để nghiên cứu và cho ra những dòng sản phẩm ngày càng chất lượng hơn. Bên cạnh đó, với kiểm nghiệm thì mỗi năm như vậy, chúng tôi có khoảng 7.000
người tình nguyện viên tham gia để thử nghiệm lâm sàng, và có hơn 150 kiểm nghiệm lâm sàng mỗi năm như vậy. Thành phần có đến 1.600 thành phần được tìm thấy và nghiên cứu mang đến hiệu quả tốt và an toàn cho người sử dụng. Và chúng tôi đã được cấp 20 bằng sáng chế độc quyền trong những năm vừa qua. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn hợp tác với Viện Karolinska, một trong những viện da liễu hàng đầu châu Âu. Và nói về viện nghiên cứu da thì chúng ta không thể bỏ qua ba vị chuyên gia khoa học đứng hàng đầu thế giới. Ngân giới thiệu với các bạn, người thứ nhất đó là ông tiến sĩ Alan Mavon. Ông chính là giám đốc của Viện Nghiên cứu da. Người thứ hai đó là cô Holly Renfield. Cô chính là chuyên gia khoa học về thẩm định chăm sóc da, cũng như là thẩm định an toàn về chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn châu Âu. Và người thứ ba đó chính là cô Emma Kenny. Cô là chuyên gia khoa học đứng đầu phòng kiểm tra lâm sàng của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm. Và chúng ta sẽ bước vào phần học chính của mình ngày hôm nay, đó là phần thứ hai, giới thiệu chung về kiến thức chăm sóc da. Nói về da đó thì chúng ta không thể bỏ qua bộ phận. Đây là bộ phận lớn nhất và cũng là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể mình. Và chúng có diện tích là khoảng 2m2. Làn da của chúng ta có sự sống, hoạt động, phản ứng lại những kích thích từ bên ngoài môi trường, cũng như là sự cân bằng tinh tế của da cần phải được chăm sóc. Và bạn muốn có một làn da trẻ, khỏe, đẹp và làm chậm lại cái quá trình lão hóa đó, thì da của bạn cần phải được nuôi dưỡng và bảo vệ. Không chỉ như vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu chuyên sâu hơn về làn da của mình, cũng như đến với phần cấu trúc da. Da chúng ta được chia làm, được phân thành 3 lớp. Lớp thứ nhất đó là lớp thượng bì, lớp thứ hai là lớp trung bì và lớp thứ ba là lớp hạ bì. Và vì sao làn da lại được phân thành mỗi vùng như vậy? Vì mỗi một vùng da nó sẽ đảm đương một cái chức năng riêng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mỗi một vùng da như vậy đảm đương chức năng gì nhé. Chúng ta đến với lớp thượng bì. Lớp thượng bì sẽ đảm đương chức năng đó là bảo vệ và tái tạo tế bào. Ngân sẽ chia sẻ và lấy một số ví dụ, chẳng hạn như bảo vệ là bảo vệ khỏi cái gì. Thí dụ như hôm nay là ngoài trời nhiệt độ là 40 độ đi, rất là nóng đúng không ạ? Cơ thể chúng ta là bao nhiêu độ ạ? Vẫn là 37 độ. Hoặc là các bạn đi du lịch châu Âu sang nước ngoài, nhiệt độ xuống âm độ, cơ thể chúng ta vẫn là 37 độ. Là vì sao? Là vì do có lớp sừng phía bên trên cùng bề mặt da, nó tạo một cái dãy phân cách với bên ngoài môi trường và còn thông qua một số cơ chế điều tiết nhiệt cho cơ thể mình để nó ổn định cái nhiệt độ cho cơ thể của mình. Chứ mình không, nhiệt độ cơ thể mình không thể đi theo bên ngoài môi trường, chẳng hạn như là tăng lên hoặc là giảm xuống như vậy. Cái yếu tố thứ nhất Ngân có thể nói là về vật lý, là về nhiệt. Cái yếu tố bảo vệ thứ hai, Ngân có thể lấy một cái ví dụ đó là về tia cực tím. Các bạn thấy là khi chúng ta đi ra ngoài trời nắng đó, vì sao da chúng ta bị đen? Hầu như Ngân hỏi câu này thì tất cả các bạn đều trả lời Ngân rằng là em ăn nắng hoặc là nắng ăn em. Đúng không ạ? Nghe rất là vui nhưng thực chất thì nó cũng không có khoa học cho lắm. Các bạn biết rằng là ở trong cái lớp thượng bì, từ dưới đếm dần lên trên, thì chúng ta thấy là có lớp đáy, lớp gai, lớp hạt và lớp sừng. Cụ thể là ở lớp đáy nó sẽ chứa một cái chất gọi là melanin, và cái chất này nó có là một chất màu đen. Khi chúng ta đi ra ngoài nắng, hoạt động dưới ánh nắng mặt trời, melanin sẽ tự động tăng tiết để tràn lên bên trên da của mình để tạo một cái lớp mũ che, không cho tia UV xâm hại vào phía làn da của mình. Và nếu như các bạn hoạt động ở dưới ánh nắng mặt trời khá lâu thì melanin sẽ tăng tiết nhiều hơn và sẽ làm cho da chúng ta bị đen. Và melanin nó là sắc tố da, nó quyết định màu da trên cơ thể bạn. Vậy thì với những bệnh nhân bị nám thì sao ạ? Các bạn nên chống nắng tích cực và hạn chế đi vào lúc 10 giờ sáng đến 14 giờ chiều. Vì các bạn biết là khi da chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì sẽ tự động sản sinh ra melanin. Và với những bệnh nhân bị nám thì các bạn thấy là da đã sạm sẵn rồi. Và nếu như tiếp xúc như vậy thì melanin sẽ càng sản sinh nhiều hơn và sẽ làm cho cái vết nám của các bạn trở nên đậm và sẫm hơn. Thì nhân Ngân vừa khuyên đó là các bạn nên có một cái quy trình chăm sóc da, đặc biệt là cái bước chống nắng là bước không thể thiếu. Và yếu tố thứ ba Ngân chia sẻ đó là về vi sinh. Các bạn thấy là bên ngoài chúng ta, xung quanh chúng ta có rất là nhiều vi khuẩn, vi sinh. Nhưng mà chúng chỉ bay bay bơi bơi phía bên ngoài thôi. Chúng không thể nào chui vào phía bên trong cơ thể mình, vì do có lớp da của chúng ta như một cái lớp màng bảo vệ để bao bọc cả cơ thể mình, bảo tồn sự bền vững cho cơ thể của mình.
một số cái yếu tố mà Ngân lấy ví dụ để các bạn dễ hiểu hơn về cái lớp thượng bì của mình. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn thấy ở lớp thượng bì còn diễn ra một cái quá trình tái tạo các tế bào. Và cái quá trình tái tạo các tế bào mới này trung bình khoảng 28 ngày sẽ kết thúc một cái quá trình một lần. Và ở điều kiện trung bình, bình thường chúng ta mất khoảng 1 gram tế bào chết mỗi ngày, 1 pound mỗi năm, có nghĩa là 1 pound là khoảng 0,4 kg ha, và 27 kg trong cả cuộc đời với tế bào da chết. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái lớp thứ hai để biết được lớp này đảm đương chức năng gì, đó là lớp trung bì. Lớp trung bì được cấu tạo từ collagen và elastin. Collagen sẽ giúp cho da chúng ta trở nên săn chắc và elastin giúp da chúng ta đàn hồi và mềm mại. Các bạn thử làm một ví dụ cùng với Ngân nhé. Mình thử mình ấn vào da mình xem như thế này. Các bạn thấy là có lún không ạ? Tất nhiên là sẽ lún vào, nhưng mà sau đó khi Ngân bỏ tay ra đó thì cái độ đàn hồi trở về rất là nhanh, vì da của chúng ta vẫn còn chứa một cái lượng dày collagen và elastin, cho nên vẫn còn săn chắc, vẫn còn độ đàn hồi rất là tốt. Nhưng nếu như các bạn làm một cái thao tác này với ông bà nội hoặc bà ngoại của mình thì chúng ta thấy là cái chỗ mà chúng ta vừa ấn nó sẽ lún thật là sâu và mất một cái khoảng thời gian dài nó mới trở về bình thường, là do da của các ông bà của chúng ta đã mất đi cái lượng collagen và elastin, cho nên không còn cái độ săn chắc, đàn hồi và mềm mại. Ngân lấy một cái ví dụ như vậy để các bạn có thể dễ nắm bắt và hiểu bài hơn. Ngoài ra thì Ngân có thể chia sẻ sâu hơn về cái phần này để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm Ecolagen để chúng ta có thể hoạt động với bộ dưỡng da này. Vì khi tư vấn dòng sản phẩm Ecolagen, các bạn sẽ phải nói sâu hơn về cái lớp hạ bì này để cho khách hàng họ hiểu là vì sao họ nên cần bổ sung kích thích sản sinh ra collagen. Thí dụ đi, một cái các bạn nấu một cái lớp xương sa, thì các bạn thấy là nếu chúng ta cho nhiều xương sa thì cái xương sa của mình khi mà nấu xong ra nó đặc lại thì nó rất là chắc, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như các bạn nấu xương sa, các bạn cho ít xương sa mà cho nhiều nước thì khi mà nó đặc lại như vậy, các bạn đổ ra ngoài thì nó sẽ bị bở, bị bung ra. Thì tương tự giống như cái lớp da của chúng ta, cái lớp trung bì được cấu tạo từ collagen và elastin, chúng là những cái sợi tạo keo, chúng quấn chặt chẽ, chúng đang chặt lại với nhau để đảm bảo cho cái lớp bì của mình chặt chẽ để mình có được một làn da săn chắc và đàn hồi mềm mại. Ngoài ra trong lớp trung bì các bạn còn thấy là chứa các dây thần kinh và mạch máu, chứa tuyến nhờn và mồ hôi cũng như là nước dự trữ trong da. Các bạn cũng đã từng nghe nói đến là 70% cơ thể chúng ta được hình thành từ nước và da chúng ta chiếm 1/4 trong số lượng đó. Và đó là lý do vì sao các bạn nên uống nước mỗi ngày. Và bác sĩ khuyên chúng ta như thế nào ạ? Đó là mình phải uống 1,5 lít đến 2 lít nước mỗi ngày và chia đều ra trong ngày để uống. Và sau cùng đó là lớp hạ bì, là nguồn năng lượng dự trữ cho da, cũng là một cái lớp đệm giảm sự va chạm, giảm sốc và giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể mình. Ngoài ra, những chức năng chính về da còn có như là giúp các bạn cảm nhận, chẳng hạn như có ai đó sờ vào mình, chạm vào mình, hoặc là các bạn chạm vào một cái bình nước nóng thì chúng ta có thể cảm nhận được rằng cái bình nước đang rất là nóng, cũng như từ đó sẽ truyền lên trên hệ thần kinh của mình để bắt đầu giúp chúng ta rút tay lại, nếu không thì mình sẽ bị bỏng. Bên cạnh đó thì làn da của chúng ta còn thẩm thấu rất là tốt thông qua các lỗ chân lông. Vì vậy mà những cái sản phẩm mà các bạn dưỡng như kem dưỡng và tinh chất sẽ dễ dàng thẩm thấu sâu để cải thiện làn da của các bạn trở nên đẹp hơn. Đây là những chia sẻ chung về cấu trúc da. Chúng ta sẽ đến với một phần rất là quan trọng trong cái quá trình mà các bạn tư vấn bán hàng, đó là cách xác định loại da. Ngoài cái việc mà dựa trên những cái yếu tố xác định trên khuôn mặt của khách hàng thì các bạn nên dựa trên cái giai đoạn, độ tuổi của họ. Chẳng hạn như là da dầu thì thường từ độ tuổi dưới 20, và da hỗn hợp đó là từ độ tuổi 20 đến 30, và da khô đó là độ tuổi trên 30. Đây là một số cái gợi ý thêm để giúp cho cái việc mà xác định loại da của các bạn trở nên dễ dàng hơn. Nhìn chung thì làn da của chúng ta được chia thành 5 loại, đó là da dầu, da hỗn hợp, da khô, da nhạy cảm và da thường. Vậy thì chúng ta sẽ đi sâu vào cũng như tìm hiểu xác định từng loại da một. Nhưng mà các bạn lưu ý nhé, da của chúng ta
rất là khó để có thể xác định từng chặt chẽ từng thời điểm một, vì chúng sẽ thay đổi theo từng thời điểm khác nhau. Nó phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, cách chăm sóc, tình trạng cơ thể. Ngoài ra những cái vấn đề chẳng hạn như là sạm, nám, đốm nâu, nếp nhăn, mụn, đây là những cái phần không liên quan đến các loại da. Họ là một phần của sự thay đổi do các gốc tự do gây ra. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu làn da dầu dựa trên những cái yếu tố nào trên khuôn mặt. Và đây là những cái yếu tố mà giúp các bạn xác định làn da dầu. Đó là bề mặt da ẩm, bóng, nhờn, lỗ chân lông to, nở rộng, bề mặt da thô và xỉn màu. Và da dầu còn dễ nhiễm bẩn ở những môi trường ô nhiễm. Và khi mà trang điểm thì chúng ta thấy là với làn da dầu thì không giữ được lớp trang điểm lâu. Nhưng các bạn thấy rằng da dầu lại có được một cái đặc biệt, đó là xuất hiện nếp nhăn chậm vì da luôn có độ ẩm. Vậy thì với làn da dầu các bạn cần làm gì nè? Chúng ta hãy sử dụng những sản phẩm giúp làm giảm và cân bằng sự bài tiết của các chất mã nhờn. Da hỗn hợp, chúng ta có thể thấy được rằng là trên cùng một khuôn mặt nhưng mà có hai vùng da khác nhau, đó là vừa nhờn và vừa khô. Thì các bạn sẽ thấy là cái biểu hiện nhờn ở vùng chữ T và cũng như là khô ở vùng hai bên má ngoài, chúng ta còn gọi đây là vùng chữ U. Vậy các bạn có thể xác định da hỗn hợp là làn da vừa nhờn và vừa khô. Vậy thì chúng ta nên chọn những dòng sản phẩm có đặc biệt là dành cho da hỗn hợp. Những dòng sản phẩm như vậy khi mà chăm sóc sẽ giúp cân bằng được cái lượng bài tiết cũng như giữa độ ẩm và độ nhờn trên bề mặt da. Và với da khô chúng ta sẽ xác định dựa trên những yếu tố như sau: bề mặt da, sắc tố da không đồng đều, cũng như da mệt mỏi và thiếu sức sống, da khô ráp, hơi sần và lỗ chân lông nhỏ, khép kín. Và da khô sau khi rửa mặt thì bạn còn có cái cảm giác đó là châm chích, căng, khó chịu. Ở làn da khô thì chúng ta thấy có nhiều cái bất lợi, đó là da không giữ nước, một làn da nhạy cảm, dễ bị kích ứng, và cũng như một làn da xuất hiện nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa sớm. Vậy thì làn da khô chúng ta cần làm gì? Đó là các bạn nên tăng cường dưỡng ẩm đều đặn ngày và đêm xuyên suốt cả năm để cung cấp một cái độ ẩm cần thiết để nuôi dưỡng làn da khô. Với làn da nhạy cảm thì đây là tình trạng da chứ không phải các loại da như các bạn vừa học. Da nhạy cảm không phụ thuộc vào các loại da vừa rồi. Da nhạy cảm có thể là da nhờn, da khô hoặc là da hỗn hợp. Vậy thì chúng ta sẽ xác định dựa trên những yếu tố nào? Da nhạy cảm, bề mặt da có vẻ thô sần và hay mẩn đỏ hai bên má, sắc tố da không đồng đều và là một làn da mệt mỏi, kém tươi. Và sau đây là những cái biểu hiện sau khi sử dụng sản phẩm không phù hợp sẽ kích ứng lên. Có một số người sẽ gặp một số biểu hiện khác nhau. Ở đây Ngân chia sẻ chung, một số người thì gặp là da nóng, rát và cũng như là bị mẩn đỏ hai bên má. Và cũng như nổi những hạt nhỏ li ti đi theo mảng mà giống như em bé mà bị nổi sẩy vậy đó. Và nếu như gặp phải những cái trường hợp này thì các bạn nên xử lý như thế này. Đó là cho ngưng hết tất cả những sản phẩm đang sử dụng trên khuôn mặt và cho họ rửa mặt với nước ấm một ngày từ 2 đến 3 lần. Và sau đó xịt nước khoáng, rửa mặt với nước ấm, lau khô và xịt nước khoáng. Thì nước khoáng này là nước khoáng dược phẩm. Nước khoáng sẽ giúp cho làn da kích ứng trở nên im dịu xuống, giúp ổn định da và đồng thời cung cấp những cái độ ẩm cần thiết cho da. Và tình trạng kích ứng này sẽ dần biến mất sau 2-3 ngày. Các bạn cũng không phải lo lắng nhiều. Và khi chọn sản phẩm dưỡng da cho da nhạy cảm thì các bạn lưu ý là chúng ta nên chọn những dòng sản phẩm dịu nhẹ, được chiết xuất từ thiên nhiên để giúp nuôi dưỡng và ổn định làn da trước. Sau đó chúng ta hãy bắt đầu chọn những dòng sản phẩm chăm sóc theo nhu cầu. Sau những cái phần mà Ngân vừa chia sẻ về các loại da để các bạn có thể hiểu rõ hơn về làn da cũng như tư vấn bộ sản phẩm dưỡng da phù hợp cho cái nhu cầu chăm sóc cho khách hàng của mình, thì tiếp theo sau đây là chúng ta nên biết rằng làn da của chúng ta cần được chăm sóc. Vậy thì một cái quá trình chăm sóc từ bên trong nó sẽ có những cái yếu tố nào? Các bạn nên có một cái chế độ dinh dưỡng lành mạnh và duy trì cho mình giấc ngủ điều độ, ngủ đủ giờ mỗi ngày. Và nên có những bước chăm sóc da, chẳng hạn như là dưỡng ẩm, cũng như một trong những cái bước không thể thiếu trong cái quá trình chăm sóc da, đó là một cái bước chống nắng rất là cần thiết.
Và tốt nhất bạn cũng nên tránh xa những cái tác nhân chẳng hạn như là hút thuốc hoặc là khói thuốc. Hiểu được rằng làn da của chúng ta cần được chăm sóc và chăm sóc với những cái yếu tố từ bên trong như vậy, thì Ngân cũng muốn chia sẻ cho các bạn hiểu được rằng cái tác dụng của việc chăm sóc da đó là sẽ giúp duy trì cái độ ẩm tối ưu cho da của mình, cân bằng và trung hòa các tác hại do các gốc tự do gây ra. Ngoài ra thì sẽ giúp làm giảm và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, khắc phục các biến đổi từ quá trình thay đổi do hormone. Đến với phần thứ ba, đó là một cái phần không kém phần quan trọng trong bài học của mình, đó là những bước chăm sóc da căn bản đầu tiên. Đây là nhu cầu chăm sóc thiết yếu bắt buộc các bạn phải có hàng ngày. Không cần biết da bạn đang như thế nào thì đây là những cái bước chăm sóc cơ bản tối ưu mà chúng ta cần có. Quy trình chăm sóc da căn bản gồm có 4 bước. Bước thứ nhất là làm sạch, bước thứ hai là làm săn, bước thứ ba là dưỡng mắt và bước thứ tư là dưỡng ẩm ban ngày cũng như nuôi dưỡng ban đêm. Ngân sẽ đi sâu vào từng bước một để hướng dẫn cho các bạn cái lợi ích của mỗi bước mang đến và cái cách sử dụng như thế nào. Bước thứ nhất đó là bước làm sạch. Các bạn hãy có mỗi ngày 2 lần dùng sữa rửa mặt để làm sạch da. Thì bước này sẽ giúp mang đến cái lợi ích đó là giúp loại bỏ tất cả những bụi bẩn, chất bã nhờn, mồ hôi dư thừa trên da và còn là cái bước làm sáng da, ngăn ngừa những vấn đề về mụn. Vậy thì các bạn hãy rửa từ 1 đến 2 phút chứ không nên rửa dùng sữa rửa mặt rửa quá lâu. Và những cái thao tác thì các bạn nên có những cái động tác là xoay tròn, xoắn ốc và có đi ngang có chiều hướng đi lên chứ không chà sát mạnh tay và có chiều hướng đi xuống, cũng sẽ ảnh hưởng đến làn da của mình. Sau khi rửa mặt xong thì các bạn nên có bước thứ hai, đó là bước làm săn. Bước này sẽ giúp se khít lỗ chân lông, làm săn chắc da và đồng thời cân bằng độ pH trên làn da, và cũng là bước làm sạch sau cùng, cũng như sẵn sàng để cho làn da của mình đón nhận những cái dưỡng chất tiếp theo như từ kem dưỡng và tinh chất. Vậy thì bước này các bạn nên làm mỗi ngày 2 lần, mỗi sáng và tối. Và cái cách làm là các bạn có thể dùng một miếng bông cô tông. Chúng ta lấy từ sản phẩm khoảng 2 đến 3 giọt và lau trên khuôn mặt của mình nhẹ nhàng, đi từ trong ra ngoài, đi ngang có chiều hướng đi lên, không chà sát mạnh tay. Vì sao Ngân lặp lại điều này? Vì nếu các bạn chà sát mạnh tay mỗi ngày một ít như vậy, các bạn đang tạo nếp nhăn và gây cho da của chúng ta bị trùng nhão chảy xệ. Bước thứ ba, cái vùng da quanh mắt của chúng ta là vùng da mỏng manh và nhạy cảm và cũng là nơi xuất hiện nếp nhăn lão hóa đầu tiên, cho nên bước dưỡng mắt là bước rất cần trong cái quá trình chăm sóc da. Bước này sẽ giúp nuôi dưỡng và bảo vệ vùng da mỏng manh nhạy cảm quanh mắt, đồng thời giúp làm mờ những cái quầng thâm bọng mỡ và chống lại những cái nếp nhăn hoặc là làm mờ những nếp nhăn đã có. Các bạn nên có bước này một ngày 2 lần, mỗi sáng và tối, và liều lượng thoa kem dưỡng da vùng mắt đó là khoảng 1 hạt đậu xanh dành cho cả hai bên mắt. Các bạn lưu ý là chúng ta hãy dùng ngón áp út để thoa kem vì đây là ngón tay có lực tác động nhẹ nhất đến vùng da mỏng manh quanh mắt của mình. Bước chăm sóc sau cùng trong quy trình chăm sóc da căn bản, bước thứ tư, dưỡng ẩm ban ngày và nuôi dưỡng ban đêm. Bước dưỡng ẩm ban ngày sẽ mang đến cho bạn lợi ích, đó là giúp hình thành lớp màng bảo vệ để bảo vệ da bạn khỏi những tác động xấu từ môi trường, đồng thời với chỉ số chống nắng sẽ giúp bảo vệ da bạn khỏi tia UV, và dưỡng ẩm giúp làm mềm mượt lớp biểu bì, cải thiện sắc tố da và làm sáng da. Hy vọng với những điều này đã đủ thuyết phục các bạn để có thể chăm sóc vào mỗi buổi sáng. Bên cạnh đó thì trước khi đi ngủ chúng ta cũng đừng bỏ qua bước nuôi dưỡng ban đêm. Bước này sẽ mang đến lợi ích, đó là cung cấp những dưỡng chất cần thiết để nuôi dưỡng, tái tạo và phục hồi làn da trong giấc ngủ, đồng thời hình thành lớp lipid, một lớp bảo vệ da tự nhiên. Hy vọng là các bạn có đủ 4 bước chăm sóc da căn bản này để bắt đầu một cái quy trình chăm sóc da riêng cho cá nhân mình hoặc là tư vấn cho khách hàng. Và nếu như bạn còn đang thiếu bước nào đó thì hãy nhanh bổ sung để có quy trình chăm sóc da toàn diện nhé. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là danh mục sản phẩm chăm sóc da. Và danh mục chăm sóc da của Oriflame gồm 3 nhóm sản phẩm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 2 nhóm sản phẩm, đó là nhu cầu chăm sóc da căn bản và chăm sóc da hiệu quả. Chúng ta hãy cùng nhau đến với dòng sản phẩm chăm sóc da căn bản của Oriflame, dòng sản phẩm dưỡng da lớp Nature. Với bộ dưỡng da đầu tiên được chiết xuất từ tinh dầu hoa hồng dại sẽ giúp dưỡng ẩm và nuôi dưỡng cho làn da của bạn trở nên mềm mượt hơn, và đặc biệt là dành cho da khô cũng như dành cho mọi độ tuổi. Và trọn bộ sản phẩm dưỡng da này gồm có sữa rửa mặt, kem dưỡng ngày và đêm cũng như là kem dưỡng mắt.
Bộ dưỡng da tiếp theo được chiết xuất từ nha đam. Bộ này sẽ giúp nuôi dưỡng, dưỡng ẩm, làm êm dịu và ổn định làn da, dành cho mọi độ tuổi, mọi loại da và đặc biệt là dành cả chăm sóc cho cả da nhạy cảm. Cũng như bộ kế tiếp được chiết xuất từ tinh dầu trà, bộ này sẽ dành cho làn da dầu cũng như mọi độ tuổi. Bộ này sẽ có công dụng làm sạch và thanh khiết làn da, đặc biệt là kiểm soát lượng dầu dư thừa cũng như là giúp ổn định sự bài tiết của các chất bã nhờn trên làn da bạn. Một bộ dưỡng da mà không thể bỏ qua cho độ tuổi thanh thiếu niên đó là độ tuổi 15 cộng với BioSkin cùng công nghệ Detect và acid salicylic sẽ giúp làm sạch, kháng khuẩn, giúp làm giảm nhờn và đồng thời điều trị mụn cũng như ngăn ngừa mụn. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu dòng sản phẩm chăm sóc hiệu quả với trọn bộ Optimal. Với dòng sản phẩm Optimal được chiết xuất từ quả dâu có tên gọi là Lingon, được trồng tại Bắc Âu với thời tiết giá rét là âm đến 40 độ C. Cũng như các chuyên gia khoa học của Oriflame, họ đã nghiên cứu kết hợp giữa 50% lá và 50% quả để mang đến hiệu quả cao cho việc chống oxy hóa. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá dòng sản phẩm chăm sóc da Optimal. Với bộ dưỡng da đầu tiên, Optimal Oxygen Boost với hoạt chất Oxygen sẽ giúp kích thích sự hô hấp da và tăng cường sức sống cho da, mang đến cho bạn làn da tươi trẻ và khỏe mạnh. Trọn bộ chăm sóc da này sẽ dành cho mọi độ tuổi và từ da thường cho đến da hỗn hợp. Một trong những bộ sản phẩm chăm sóc da giúp làm giảm sạm, nám liên quan về các sắc tố da đó là dòng sản phẩm dưỡng da Optimal Even Out có chứa hoạt chất Rumex sẽ giúp hạn chế sản sinh melanin, nhờ vào đó da của bạn sẽ trở nên sáng và sắc tố da đều màu hơn, dành cho mọi loại da và mọi độ tuổi. Và với nhu cầu chăm sóc da dành cho độ tuổi 30 cộng với Optimal Skin Youth có chứa hoạt chất Microfear vi hạt kích thích ánh sáng sẽ ngay lập tức làm cho làn da của bạn trở nên mềm mại, làm giảm hẳn các nếp nhăn, đồng thời làm xe nhỏ lỗ chân lông và giúp cho làn da trở nên mịn màng tươi trẻ. Cùng với kem dưỡng ban ngày có chỉ số chống nắng là SPF 10 sẽ giúp bảo vệ da bạn khỏi tia UV và trọn bộ dưỡng da này sẽ dành cho mọi loại da cũng như độ tuổi 30 cộng. Bên cạnh đó, với nhu cầu chăm sóc da dành cho độ tuổi 40 cộng, có dòng sản phẩm dưỡng da Optimal Smooth Out có chứa hoạt chất magnesium sẽ giúp tăng cường sản xuất collagen và elastin, giúp củng cố cấu trúc da để làm săn chắc, đàn hồi và mềm mại làn da. Với kem dưỡng ban ngày có chỉ số chống nắng là SPF 10 sẽ giúp bảo vệ da bạn khỏi tia UV và trọn bộ dưỡng da này sẽ dành cho mọi loại da cũng như độ tuổi 40 cộng. Và với dòng sản phẩm Eco Beauty có công thức chăm sóc da chống lão hóa đa tác dụng với những thành phần chọn lọc đến từ thiên nhiên, trọn bộ kem dưỡng này khi chăm sóc sẽ mang đến cho bạn một làn da mềm mại, mịn màng, đồng thời xe nhỏ lỗ chân lông, làm săn chắc da. Và không chỉ có những dòng sản phẩm dưỡng da chăm sóc cho làn da của các chị em phụ nữ, bên cạnh đó sản phẩm của Oriflame còn giúp chăm sóc nuôi dưỡng cho làn da của các bạn nam giới. Với dòng sản phẩm dưỡng da Noformen chiết xuất từ rễ cây Rhodiola và vitamin E sẽ giúp chăm sóc toàn diện cho làn da của các bạn nam giới. Và Ngân cũng vừa kết thúc xong học phần chăm sóc da và để tiếp cận khách hàng tư vấn sản phẩm dưỡng da, các bạn cần chuẩn bị và những cái bước chuẩn bị này Ngân sẽ chia sẻ ngay sau đây với các bạn. Và đây là tổng quát quá trình chuẩn bị. Các bạn cần có những cái phương tiện cũng như công cụ hỗ trợ cho cái việc tư vấn của mình trở nên tốt hơn. Đó là cẩm nang chăm sóc da của Oriflame, giấy thử loại da, thiết bị soi da và catalog. Với quyển cẩm nang chăm sóc da của Oriflame sẽ tổng quát tất cả những thông tin để giúp cho việc tư vấn của các bạn trở nên dễ dàng hơn, tổng quát về lĩnh vực chăm sóc da của Oriflame cũng như chọn bộ dưỡng da từ chăm sóc da hiệu quả cho đến chăm sóc da hiệu quả chuyên sâu, có tất cả những dòng sản phẩm dưỡng da lão hóa, đầy đủ tất cả những thông tin chi tiết dành cho từng nhu cầu chăm sóc một, và ngoài ra thì còn có 3 câu hỏi, các bạn có thể dựa trên 3 câu hỏi này để tư vấn cho khách hàng. Và không chỉ có quyển cẩm nang chăm sóc da của Oriflame, bên cạnh đó Ngân nghĩ là các bạn nên sở hữu những thiết bị khác, chẳng hạn như là thiết bị soi da hay giấy xác định thử loại da. Và một công cụ nữa không thể thiếu đó chính là quyển catalog. Đây là một trong những công cụ giúp cho các bạn tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn. Và cũng như những cái công cụ Ngân vừa chia sẻ thì hy vọng là các bạn có đủ để giúp cho việc tư vấn của mình trở nên dễ dàng hơn và mang đến hiệu quả cao trong việc tư vấn chăm sóc da.
Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bài học chăm sóc da 1 để tìm hiểu về làn da lão hóa cũng như cách chăm sóc da lão hóa và tìm hiểu về các dòng sản phẩm chăm sóc da hiệu quả chuyên sâu. Ngân mời các bạn hãy đón xem bài huấn luyện chăm sóc da 2. Và sau cùng, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài chăm sóc da 2 nhé.